Rồi chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Nguyên Trắng TV. Hiện tại mình đang có mặt ở chợ chó ở nhà. Hôm nay nhiều chó lắm. Con mua về chơi được không? Con mua về chơi. Mua được con nào chưa Hòa? Bán hết rồi à? Bà còn biết mấy đâu mày. Chó mày chợ toàn chó đẹp ở nhà nhá. Rất nhiều chó. Có đỏ bên này chị ơi, ở bên kia có mấy con. Đỏ con này, nó to nhỉ. Nặng phết được chưa này. To như gấu ấy. Các non. Đây, có điểm ở nhà này. Ăn chưa? Chó đỏ rác hả ở nhà này. Em bán bao nhiêu đấy? 19 triệu. Lẹp luôn để cho nó. 9 ạ, à? Em thưởng 19. 9 triệu một con, và một con chỉ có 9 triệu thôi. Con kia sầu bắt ra 2 quả. Bắt này lâu rồi. Con vàng còn mới, con gian đi em luôn. Cảm ơn bác chia sẻ. Đây này chỉ quá đẹp luôn. Cháu mang ra đâu? Bây giờ này, đấy em giới thiệu lại cho cô bác này. Con cọc vện 1.8 thế này, bắt thì bắt con này lông màu nó sáng hơn này. Nó là vện lửa nên nó sẽ sáng hơn. Đấy, con su đỏ được này. Lông phun luôn. Con sù trắng này, sù trắng cái này. Tám. Dạ. Alo em nghe bác ơi. Con này 8 triệu rưỡi ở nhà này. Con này 6 triệu này. Quay cho đủ. Đây cả nhà này. Toàn chó nó đẹp này. Chó đi về đi. To. Đây mình đang đi.
Bắc Hà không mưa, không mưa bác ơi. Sáng có mưa lâm tâm một tí nhưng mà do mọi người hôm nay đi chợ đông nên là ông trời cũng chưa giảm mưa. Đấy, lại đông chưa? Chợ Bắc Hà hôm nay đông hơn chợ Tết luôn. Đấy, chợ Phú Cương hôm nay khá đông một tí. Đâu được chắn đâu ạ, em chưa thấy à. Ôi trời, cả hai cái cơm đi. Vâng, vâng, vâng. Hôm nay rất nhiều luôn ạ. Okay, em mua 6 con. Cái này chị. Đâu? Cái trắng này. Ở nhà mình cũng muốn chào bác Hà. Các bác ơi, các bác nhớ đặt kênh ra chia sẻ nha. Hôm nay khách du lịch cũng dưới đông ở nhà nhá. Nhiều chó ở nhà. Chợ đông nhà nhá, con mình đi luôn. Đông lắm ở nhà. Người bán cũng đông mà người mua cũng đông cả nhà, không có chỗ đi luôn. Có đẹp chưa? Nhiều chưa nè. Đông nhập nè. Bao nhiêu?